Rồi lại là em đây mấy anh chị ơi, Phúc Củ Chi đây mấy anh chị ơi. Hôm nay em làm clip gửi tới toàn thể anh chị. Hồi đó em vừa rồi em có làm một cái clip á, em có coi comment của một bạn đó là ngóng chờ cái clip giấy đen. Thấy cũng hay hay mấy anh chị. Giờ này là 12 giờ trưa nha mấy anh chị. Em ra để em xịt nước giấy. Đồng thời là bắt đầu là chuẩn bị cho một chuyến giao giấy buổi chiều mấy nay. Mấy tiệm nó cũng hói quá, mấy cái tay mà tiệm chim cá cảnh cũng hói em quá. Mấy anh bán đắt đó mấy anh chị, hối đó. Và đồng thời thì cho em một khoảng thời gian đầu để em hướng dẫn lại những anh chị mới nuôi nè. Mấy anh chị xem những cái clip này và em có để cái tiêu đề luôn là hướng dẫn nuôi con dế con nha, cho đến dế trưởng thành nha. Thì mấy anh chị coi đi, nó cũng tương tương như hết á, không có gì đâu ha. Rồi ha mấy anh chị, em để kiếm cái chuồng mà đã, cái chuồng mới lấy sơ dừa đâu rồi ta. Đây chuồng này mới lấy sơ dừa đây. Thôi quay chuồng này đi mấy anh chị. Đúng là phải thêm 4 cục giấy mới đủ, mà em làm có 2 cục ở trên nè mấy anh chị, nó thiếu để giấy nó hơi đặc. Rồi em nói ha. Thì những cái clip trước mà mấy anh chị có coi á, mấy anh chị có coi á là sơ dừa mình để trỏng hay mình lấy ra luôn cũng được, không thành vấn đề. Rồi mấy anh chị bao nhiêu ngày là mấy anh chị trải ra, phát hiện là khoảng 8 ngày 9 á, 8 9 ngày là bắt đầu giấy nó mới nở ra ra đó mấy anh chị, thấy không? Là bung ra liền. Bung ra rồi trải đều ra rồi rồi mình đậy một cái lớp bao khác lên cũng được, hoặc là để không cũng được. Để không thì nó mau khô, có nhiều anh chỉ là để luôn vậy, nó đừng có trùm gì hết, nó mau khô thì con dế nó mau đi ra. Và chúng ta để luôn cái sơ dừa, người ta gói ghẹm một góc nào đó, ta để sơ dừa luôn, để chi, để chừng nào con dế lớn là nó ra hết, người ta hu vậy cũng đỡ hao. Còn em thì không có đâu, kệ bà nó đi, một hai con không thành vấn đề mấy chị, nhiều mấy chục con mấy trăm con không thành vấn đề, kệ đi, bỏ bớt đi, nhiều quá nuôi bán không hết, mà tới cái mùa nóng thì lại thiếu. Rồi ha, đó mấy anh chị để em kiếm là cái chuồng nào ta, cái chuồng nào mà em mới hu sơ dừa em nói mấy anh chị, để cho mấy anh chị tìm hiểu rõ. Thôi cái chuồng này đi, chuồng này cũng mới hu sơ dừa nè. Thì mấy anh chị có tấm tôn thì để tấm tôn, không có tấm tôn, thiếu tấm tôn thì chúng ta để bao hay là để gì miễn nó ăn được là được ha. Đó cái quy trình của em nó đơn giản chỉ là vậy thôi. Trứng của em nuôi y vậy thì em nói mấy anh chị nó y vậy thôi ha. Đó, trải ra sơ dừa trải ra hết rồi thì nó nở rồi. Ghém ghém là giống giống như đây nè mấy anh chị, thấy không? Đó. Đó em khu là 2 cục vậy nè. Đúng là bữa nay là em đưa ra rồi. Đó, đưa ra luôn cho rồi, bắt đầu chúng ta xếp giấy thêm nha. Ta xếp giấy lên lên nữa khoảng độ 5 6 ngày gì đó mấy anh chị, 5 6 ngày gì mới ta đưa đưa cục giấy lên, cảm nhận được cái lượng giấy nhiều, đưa cục giấy lên càng sớm càng tốt nha mấy anh chị. Rồi xíu nữa em sẽ lên giấy trong cái chuồng này đó, em đứng đây gần nói cho nó dễ nè mấy anh chị. Đó hiện giới này là giới được cũng khoảng khoảng 4 5 ngày rồi nè, con giới 4 5 ngày rồi đó. Thì đó bữa em cũng hướng dẫn là mấy anh chị làm cám nhuyễn trải đầy chuồng cũng được, tại con giới vàng này nó ăn ở dưới, nó ăn cũng có, nó xuống nó ăn dưới, ăn giữa, ăn trên gì nó cũng có tập trung ăn đủ thứ hết ha. Đó em hiện trải bao gì đó mấy anh chị thấy không? Đó, trải bao ra mà chúng ta bỏ cám lên nè mấy anh chị thấy không? Đó rồi, rồi với con thì nó bắt đầu nó mình xịt nước nó bung lên thôi. Thì bây giờ là bắt đầu em chuẩn bị em dọn, em dọn để anh chị mấy anh chị, để em đưa cái 2 cục giấy luôn, một ba cục giấy cũng được, 2 3 cục giấy đưa lên trên nữa thì con giấy con nó sẽ có nhiều cái không gian sống thì nó sẽ tốt hơn mấy anh chị ha. Đó thấy không? Rồi đó thì cho em những khoảng thời gian đầu để em hướng dẫn mà nuôi, nó chỉ có vậy thôi đó mấy anh chị thấy không? Đó chúng ta rải cám lên ăn vậy thôi, ăn rồi lá mì xịt nước, nó chỉ có bao nhiêu đó công đoạn cho đến khi mà chúng ta bắt thôi, không có vệ sinh lúc giữa chuồng gì hết, lúc gì giữa thời kỳ nuôi gì hết. Ví dụ có nhiều người kêu 10 ngày vệ sinh lần hay là từng vệ sinh lần, hỏi thời gian mà làm rồi thời gian đi bán giấy đi giao giấy đồ này kia, nó chỉ có vậy thôi. Rồi chứ từ đây nè cứ cho cám ăn phun sương rải lá mì là kết thúc cuộc chơi ha. Ai có lá chuối rải lá chuối non nha mấy anh chị. Có cái này hay nè. Và cái mùa nó hơi nóng á thì mấy anh chị ở nhà có chuối á, mấy anh chị chặt lá chuối hộp, lá chuối gì cũng được, lá chi không phải lá chuối hộp, tại em miệng có lá chuối hộp, lá chuối hộp thì nó dày hơn, lá chuối nào cũng được hết. Mấy anh chị chặt 1 2 tàu mấy anh chị để lên thì thành ra mấy anh chị quất 30 chuồng, mấy anh chị sáu tục tờ chặt chiếc banh đồ cái quà cái góc chuối
chắc ở nhiều nhà mà có người ta có bánh hay gì đó chửi chết mà anh chị ha, nó dễ khổ vậy. Nhưng điều đồng thời con dế mình nó với con thì nó ăn chỉ cái lớp mặt thôi, nó không ăn hết được, nhưng con dế lớn nó ăn được. Thì mấy anh chị trải một hai bữa mấy anh chị quăng qua cái chuồng dế lớn. Điều ở đây thì em có cái lượng lá mì thì em rải lá mì phun nước thôi, bắt đầu là cái lá mì nó héo thì em quăng ra thôi rồi ha. Mấy anh chị nắm rõ chưa, cái vấn đề nuôi dế con của em là nó như vậy á. Mấy anh chị cứ như vậy mà anh chị làm, thất bại chỗ nào tìm hiểu để chúng ta thay đổi, chứ không phải rập khuôn hay của em mà đường đem về cái chuồng của mình nha mấy anh chị. Còn đây là cái chuồng dế đẻ nè. Được rồi, em trả đơn, em trả trứng cũng gần hết, em trả đơn trứng cũng gần hết rồi mấy anh chị. Em trả đơn trứng cũng gần hết rồi. Bây giờ là 12 giờ trưa nè. Còn có khoảng 20 cây nữa thôi. Còn 20 cây nữa là em hết nợ và đơn trứng dế nha mấy anh chị. Em hết nợ đơn trứng dế rồi. Thì giờ là 12 giờ trưa. Và đặc biệt mấy anh chị nên nhớ, con dế đẻ thì nó phải lên cánh đồng bộ như thế này. Có nghĩa là nó đẻ được khoảng, chuồng này đẻ được khoảng 2-3 ngày gì rồi nè, như 2 ngày á, thì nó không còn một con dế dế không có cánh nào hết nha mấy anh chị. Tất cả đều là dế có cánh hết nha mấy anh chị. Tất cả đều là dế có cánh hết rồi. Đó, thì lên như vậy á, con dế mới đẻ lâu được. Đó. Con chuồng này vừa bắt xong thì bữa bắt được 21 cái dế chim nè mấy anh chị. Sáng nay số rốt rốt là cũng được gần ký nữa đó. Đó. Chúng ta hốt chuồng thôi, hốt chuồng rồi chúng ta bán phân thôi đó. Rồi, chuồng nào cũng bây giờ nó lên kịch hết. Đặc biệt thời tiết gần đây thì nó hơi lạnh nha mấy anh chị. Nó hơi lạnh đó. Sáng lạnh ra mấy anh chị nhìn chuồng dế mấy anh chị muốn khóc luôn, không có con nào lên. Bình thường, không sao hết. Nắng lên một cái là nó lên lại ha. Đừng có sợ nha, đừng có sợ nha, hầu dế không có đâu, mất tiêu hết nha mấy anh chị. À, cái chuồng bịch này nè, cái chuồng bịch này bữa trước em làm cái clip đó là em nuôi dế đen, nhưng cái vấn đề là em đang thiếu chuồng, buộc lòng em phải đưa nó lên mấy anh chị. Em dọn nó lại và em đang nuôi con dế vàng nha. Đây là con dế vàng nha mấy anh chị. Chuồng này nuôi chừng chục ký đổ lại rồi mấy anh chị ơi, vậy là ok rồi, nó đều dế mà nó đẹp lắm. Đây, em quay cái chuồng dế đen nè, và cái anh hay cái chị gì đó đang trông chờ cái clip con dế đen đây, clip con dế vàng kế bên dế đen, mà mấy ông dế đen ông phóng như là chim vậy đó, ông bay phéo phéo qua đây nè, là thành ra bên đây là có dế đen một hai con mà ít lắm, vậy không nhiều đâu, không ảnh hưởng gì đâu. Không, hiện nay có còn nhiều anh hỏi em tình tình dế như thế nào thì em nói với mấy anh chị là dế rất là đạt nha, lạnh lạnh đạt đạt à. Đây rồi ông dế đen đây. Và đặc biệt con dế đen này do là em làm hai cái lớp vậy nó tốn lắm anh chị, tốn giấy. Vấn đề là em do em dời chuồng á, em dời chuồng cái chuồng kia em bỏ qua đây, thành ra em nguyên cái cục giấy em hải lên á, chứ thật là nó sống trên cái lớp mặt thôi, cái lớp đáy không có gì đâu. Con dế đen nó lạ lắm, nó sống trên lớp mặt thôi, nó tấn 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 càng ngày càng bò lên rồi đến ngày chúng ta bắt thôi nha mấy anh chị ha. Rồi cái thứ hai nữa là em thấy nó không đều. Hay là không biết do em nuôi hai chuồng hay sao á, em nuôi hai chuồng rồi em dồn nó không đều. Thôi rồi rất tiếc ha, thôi để em làm lại trong một cái đợt sau. Đợt sau em sẽ dặn cái anh Bình Dương á, cái anh ở Bình tỉnh Bình Dương á, ảnh em mới mới nói anh rồi, nó ok mày cứ yên tâm, trứng người ta đưa cho em nó không, em để em mua mà cái ảnh cứ tặng hoài, ngày cũng chết luôn á anh chị. Anh tặng không à. Đó thì em cũng dọn dẹp mấy cái mối dế vàng của em, mấy cái tiệm em dọn dẹp mấy cái tiệm câu á mấy anh chị, mà người ta lấy dế vàng em nói ơi tôi nay tôi có con chuồng dế đen nè. Chuồng dế đen này tôi nghĩ chắc cũng được 5-7 kg gì đó. Mấy ảnh tôi bán cho mấy anh chị bằng giá dế vàng luôn. Mấy ảnh mừng, mấy anh khoái lắm anh chị. Kêu giặt, có đem qua đây nha, có đem qua liền. Mà nói trước, bán đi rồi mốt quay lại đi kiếm tôi là không còn đâu nha. Tại tôi nuôi có con chuồng à. Để cái này là cái như cái chuồng em thử nghiệm đầu tiên mấy anh chị. Nuôi chơi chơi thôi, để chuồng sau đi. Chuồng sau em sẽ nuôi theo cái kỹ thuật của một anh ở Bình Dương. Cái anh này anh chỉ em cái kỹ thuật này cũng khá là hay mấy anh chị. Nó chưa một xây chúng ta cột giấy như một cái sân banh vậy đó. Nó sẽ hõm chính giữa mấy anh chị. Rồi đưa vòng 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 lên và hõm vào chính giữa. Cái tập tính của nó là sẽ bò lên 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 nha mấy anh chị. Còn đây là con giấy đen á, em thấy nó không được đều nè. Mấy anh chị nào coi rõ thì thấy nó cũng nhiều lắm mà nó không có đều giấy. Nó bự nhỏ gì tán loạn xà bằng hết mấy anh chị ơi. Thì cái bữa mà anh ở Bình Dương mà tặng em mấy ba khay trứng dế này á, thì anh cũng để lại là
3 khay, ảnh đưa ra là 6 khay, em 3 khay, ảnh 3 khay để em thử nghiệm, sau đó nuôi. Và em thấy giấy của ảnh nó cũng không đều. Nhưng cái ngày 23 tây á thì ảnh nuôi cực kỳ đều. 23 tây thì ảnh nuôi em thấy trời giấy nó đẹp, nó đều ngon, đẹp lắm. Mà ngày em hai này của em lọt chọt dữ người ta, do là em nuôi hai chuồng sau đó em ráp lại hay là như thế nào em không hiểu. Tại lúc trước á, khi em nuôi chuồng bịch á, nó chậm lớn hơn nuôi cái chuồng ton này ha. Em nuôi cái chuồng bịch á, nó chậm lớn hơn nuôi cái chuồng ton, thì do một phần như vậy thôi. Còn một phần nó không đều là em biết nó có vấn đề rồi. Để đi, em làm lại mấy anh chị ha. Mình làm lại, mình xem đó, thất bại chỗ nào mình làm lại chỗ đó mấy anh chị. Nghiên cứu lại cho nó ổn cái con giấy đen này một cái. Mà em nói thiệt, em cũng không muốn làm nhiều đâu. Làm thử để trải nghiệm thôi. Thì anh chị nào có ý kiến hay cái comment với ha. Đặc biệt nhớ follow kênh YouTube của em nha mấy anh chị. Chẳng qua là để em có một cái động lực, em thấy mấy anh chị có quan tâm là xem kênh rồi em mới làm mấy anh chị. Nếu như mình làm mà không ai coi làm chi, đúng không? Mình quay mà không ai coi hết làm cái gì? Mất thời gian chứ không có tiền bạc gì đâu nhá mấy anh chị ha, không có tiền bạc gì đâu. Đây, con giấy đen ha, có anh nào bữa anh chị nào đó bữa bình luận vô đó. Coi nha. Nó không rớt đầu con đâu mấy anh chị, nó không rớt đầu con đâu. Đặc biệt thì nó ăn cái cám giấy vàng của em cũng ok đấy, nó ăn cám ăn hè hèm bia ok lắm á. Bỏ vô xíu hết à. Cái này lại mới cho ăn hồi xưa sáng giờ nó hạt sặc sự mấy anh chị, làm đi giao giấy về đi tùm lum hết. Giao giấy nè, chở cám nữa. Có chở cám nữa mà đi giao giấy thì nhiều. Và chiều nay cũng còn một chuyến giao giấy nữa. Chiều nay giao giấy nữa mà bắt giấy rùi không luôn, giấy nhỏ nhỏ không à. Không có dế đâu mấy anh chị. Rồi hồi đâu khoảng 10 giờ 1 giờ thằng em nó rảnh nó chạy qua, hai anh em chạy đi đá gà. Cũng thật sự mấy anh chị, em có còn cái môn đá gà nữa, môn nuôi gà đá nữa mấy anh chị, chứ không phải là môn này. Thật sự ra là những con gà của em nuôi rất là nhiều. Em nuôi cũng không phải là nhiều so với những cái đại lớn, nhưng cũng tương đối lúc nào cũng phải có vài 30 con trong chuồng hết đó. Thì em nuôi là nuôi gia công cho một cái anh ở Sài Gòn, ảnh cho bắt liên tục cho em á. Anh thấy em có cái nguồn giấy đồ này kia cũng được, nhưng điều em ra một cái điều kiện cho ảnh là được bắt lựa thoải mái, có nghĩa là bắt sổ ok lựa bắt thì giá nó sẽ nhỉnh hơn chút. Anh lựa anh bắt anh không có sang cả được. Giống thì có thể là ảnh đưa, giống là ảnh đưa, nhưng đầu tư cũng có. Mấy anh chị biết em đầu tư một con trống này 8 triệu cho đến 10 triệu một con mấy anh chị, gà tre mấy anh chị, chứ không phải là con gà nồi đâu. Em tại em thích cái môn đó, tại vì nó ăn ít đỡ tốn chi phí đó. Máy 2-3 triệu một con chứ không ít đâu. Nuôi nói chung là thứ nhất là mình có cái thu nhập thì làm cái nào cũng được mấy anh chị, nhưng điều mấy anh chị phải chú trọng cái vấn đề đầu ra. Nên em làm clip về con dế, em cũng hay nói nhiều về vấn đề buôn bán hàng, nói cái hướng thôi đó. Em nói một cái gọi là vĩ mô tí cho mấy anh chị xem, mà cái hệ thống nó là vậy. Mấy anh chị phải tập tận dụng hết sức của mình, mấy anh chị làm, mấy anh chị nghiên cứu thị trường, mấy anh chị làm, chứ đâu phải nào mà chỉ đến độ mà em nghĩ cái quán của bà A, cái tiệm của ông B, không cái ao cá ông C hay cái trại chim của ông D gì đó mấy anh chị bán vô đó sao mà được đó. Cái đó là tự mình. Nhưng điều mấy anh chị, khi mấy anh chị tìm ra được cái mối của mình tìm ra được cái nguồn thu nhập của mình thì mới quý mấy anh chị. Mấy anh chị duy trì từ đó, mà cái bài toán mà giải cho cái vấn đề là tìm cái đầu ra rất là đơn giản. Khi làm được vậy đó, đó, người này biết, người kia biết, anh em biết, họ hàng biết, lúc đó mặc sức mà chúng ta bán ha. Lúc đó mới ngược lại biết đâu sau này mấy anh chị mới tập tành nuôi dế, mới trở thành một cái trại dế lớn ha, tại địa phương của mình. Thậm chí quay lại Phúc ơi, có dế không, chia cho chị 30 kg, 50 kg hay gì đó. Đúng không? Đó, cái đó mới là quan trọng ha mấy anh chị. Còn hiện tại thì em thấy dế bắt đầu nó hơi hút hút lên tí, chứ không hút lắm đâu, cũng ế chứ không có hút đâu. Thì dế con mà, em cũng hiện tại dế con mà. Mỗi người sẽ có một cái quy trình nuôi khác nhau, nhưng mấy anh chị xem kênh YouTube của người này người kia thì mấy anh chị có thể rút tỉa những cái kinh nghiệm lại một tí. Cái nào nó phù hợp với mình thì mình làm thôi. Đó, em bây giờ là với con không nha mấy anh chị, không có với lớn đâu, với con binh thiên luôn. Đó, nuôi riết không bao nhiêu là đủ hết mấy anh chị. Quá trời luôn. Nè, chuồng này là em bắt rồi nè, chứ không phải là y dành vậy đâu.
em bắt hết 32 cái cục ở trên rồi đó, em bắt hết 6 ký rồi đó. Do mình dụ cho ăn ở trên thôi, mình cho ăn dữ thì nó lên, nó rui lên, nó rung lên trên hết đó, nó chui lên trên hết, người ta hốt một cái là bắt đầu người ta bắt ở trên trước, rồi từ từ ở dưới sau. Đây em quay cái chuồng em, đây còn một cái chuồng bịch nữa nè mấy anh chị. Đây chuồng này em bắt lỡ dở nè, sáng giờ nè cũng bắt luôn rồi. Thứ nhất là nhiều cái sai dế lắm mấy anh chị, ngộ lắm. Ví dụ ông nuôi chim đồ dế nhỏ, ông nuôi gà đồ dế bự, ông nuôi cá đồ dế bự, tiệm thì tiệm câu đồ dế bự, tiệm chim đồ dế nhỏ, nó tùm lum tà la hết. Thành ra phải bắt 2-3 chuồng vậy đó, tìm cái sai dế, tìm cái sai dế. Đây dế vậy là đạt chưa mấy anh chị? Em quay cận mấy anh chị xem ha. Nó không chưa lấy nét được. Đó. Bắt dế nhỏ nhỏ là chưa lên đầu luôn mấy anh chị không? Đó mấy anh chị để thấy không, cái râu của nó phải thẳng mấy anh chị ha. Cái râu nó thẳng không bị cong. Cái râu thẳng mà không bị cong. Cái râu cong là con dế nó bị bệnh ha. Này. Đó. Chưa lên đầu vàng mấy anh chị, con dế này chưa lên đầu vàng nha. Con dế này chưa lên đầu vàng đâu. Nó lên đầu là vàng, là nó vàng thật như con này nè. Đó, nó phải lên đầu như vậy nè mới đúng là con dế lên đầu đẹp nha mấy anh chị. Đó, khỏe, mạnh, dao bao sống. Dao tới tiệm mấy anh chị, có nhiều chỗ vui lắm. Hỏi coi dế sao, dế mạnh không, dế khỏe không? Dao bao sống, bao dế chết. Cũng vui. Nói chung là đôi lúc thì cũng phải đền bù, chuyện bình thường lắm. Đi lấy dế ngoài, em nói thiệt mấy anh chị, lấy dế ngoài đâu ưng như mình đâu. Có lúc này lúc kia, lúc dế bự, lúc dế nhỏ lọt chọt, lúc dế bệnh, lúc dế tờ lưa hết. Giao bữa trước bữa sau chết, đem bắt dưới nhà bù, nó hôm cảm đi. Đợt sau mình bắt dưới nhà bù. Đó. Đó. Có nhiều cái nó vui lắm mấy anh chị ơi. Mấy anh chị nuôi, mấy anh chị cảm nhận được. Mấy anh chị cứ trải nghiệm đi, cứ trả chi phí đi, nhưng phải trả cho nó đúng. Không, có những người mà mình biết người ta gài mình thì mình đừng có đâm đầu vô. Còn em giờ đó, giờ em mà bước qua biết bao nhiêu cái lỗ lầy rồi, nó thật sự luôn. Người ta gài em quá trời luôn, từ vụ bán dế cho đến vụ trứng dế em bị rất là nhiều luôn mấy anh chị. Lúc đầu tiên em bước chung nghề dế 300.000 một ổ trứng, 300.000 tiền xếp, 80.000 là 380.000 một khay trứng. Đó, có dở ra điếm trứng được luôn. Đó. Rồi sau này biết rồi, không bị gì nữa. Đó, cái đó là cái quan trọng mấy anh chị đó, trải nghiệm đi. Ông ăn bơm xê gì bán giống cho mấy anh chị, bán tàu lao hay bán trứng gì đó, mấy anh chị trải nghiệm rồi phải không? Rồi lần sau tao không bao giờ mua mày nữa, vậy đi. Nè, nuôi làm sao có con đậu vàng gì không nè mấy anh chị. Đó, con đậu vàng này mới ngon nè. Đó. Khi đó con dế mấy anh chị bắt rất là mau có ký ha, một ký nó rất là ít, nó không có nhiều đâu. Này, chuồng này đâu đó bắt được chắc đâu đó 10 ký rồi, không có nhiều. Chuồng này ngang 8 tấc nè. Dài 1m8 nè mấy anh chị, ngang 8 tấc dài 1m8, nuôi một lớp giấy. Tại vì em nuôi có 2 ổ trứng à. Nuôi có 2 ổ trứng thôi, tại vì lúc đợt cái đợt tháng rồi em không có trứng nữa. Đi mua rất là nhiều, thậm chí mua nhiều tiền lắm. Mua không nhớ bao nhiêu khay nó, mua nhiều lắm. Rồi ha, em kết thúc video nha mấy anh chị. Mùa này đang ok đó, anh chị cố gắng nuôi nha. Chào tạm biệt anh chị nha.